Nguồn ảnh vẽ miễn phí cực kỳ chất lượng này sẽ giúp Slidepaw khoanh thuyết trình của bạn trở nên bứt phá trong năm 2022 so với phần còn lại. Đầu tiên, chúng ta sẽ truy cập storyset.com. Sau đó chúng ta gõ chủ đề cần hình ảnh minh họa, ví dụ như là giáo dục. Mọi người có thể tự do lựa chọn nhân vật theo nhiều phong cách thiết kế khác nhau. Điều tuyệt vời nhất, chúng ta có thể dễ dàng phối màu tự do cho toàn cảnh để đảm bảo hình ảnh tải về sẽ đồng bộ với màu chủ đạo của slide cũng như logo của công ty. Hơn thế nữa, khi nhấn vào hình ảnh, chúng ta còn có thể tùy chỉnh được sự xuất hiện của các nhân vật hoặc các chi tiết trong toàn cảnh. Mọi người có thể tải file PNG quen thuộc để chèn được trực tiếp vào trong slide, hoặc chúng ta có thể tải file SVG nếu đang dùng Office 365 được NiceSlide cài đặt miễn phí và độc quyền cho học viên. Với định dạng SVG, chúng ta có thể tách hình ảnh thành từng bộ phận chi tiết riêng biệt để có thể đổi màu, tùy chỉnh tự do và đặc biệt là sáng tạo animation phức tạp để tạo nên những video marketing e-learning sáng tạo từ slide PowerPoint của chúng ta. Mình xin đính chính lại một thông tin quan trọng, đó là chỉ có Office 365 mới có thể xử lý được file SVG. Và đến với NiceSlide, chúng ta sẽ được sở hữu trọn đời Office 365 phiên bản mới nhất cùng với bộ công cụ ưu việt của NiceSlide.